Xin chào anh em, mình là Gầy, là một trong những cái mẫu điện thoại nổi bật nhất trong phân khúc phổ thông. Thì Honor 7C có rất nhiều tính năng nổi bật mà chỉ những cái mẫu flagship mới có. Và cụ thể những tính năng đó là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này. Mình sẽ liệt kê nhanh rằng là những cái tính năng và lý do thì nó có 4 cái ý chính. Đó chính là về camera kép này, màn hình tràn viền này, rồi thì Face Unlock này và cả giá bán. Lôi giá bán và những cái tính năng thì nó hơi buồn cười, nhưng mà đại khái rằng là cái giá bán nó sẽ phải liên kết trực tiếp và nó chặt chẽ với ba lý do còn lại. Bởi vì lý do nó có ngon hay không ngon thì nó cũng phải định giá ở trên là cái giá bán của nó có đủ hấp dẫn với những cái tính năng nói hay không, đúng không? Vậy thì trước hết là nói về giá bán. Với cái mức giá khoảng 4 triệu và sắp tới là flash sale trên Shopee chỉ có 3 triệu rưỡi mà thôi, thì mình thấy rằng là chiếc điện thoại này quá là hấp dẫn, bởi vì nó sở hữu thật sự là nhiều tính năng hay ho. Với 3 triệu rưỡi các bạn sẽ có một chiếc điện thoại sở hữu camera kép xóa phông. Xóa phông nhá, chứ không phải góc rộng. Như mình đã nói thì trước nay thì xóa góc rộng thì chúng ta có nhiều rồi, nhưng mà xóa phông thì hiện tại 3 triệu rưỡi chính hãng mới này, các thứ thì nó là rẻ nhất. Mình không chấp mấy cái chiếc điện thoại mà cũ rồi thì xách tay nhá, mình đang chỉ nói trong phân khúc mới và chính hãng mà thôi. Thì 3 triệu rưỡi các bạn sẽ sở hữu một camera xóa phông rẻ nhất. Các bạn có thể tùy chỉnh khẩu độ giả lập ngay cả sau khi chụp ảnh xong, rất là tiện lợi. Và ngoài ra thì camera này thì theo mình là chất lượng cũng rất là ok trong cái tầm giá. Chưa hết thì camera selfie của máy cũng là một trong những cái điểm mà Honor tập trung. Cái tính năng toning light sẽ giúp chúng ta sở hữu những cái bức ảnh selfie lung linh hơn trong điều kiện thiếu sáng. Tóm lại là với cái mức giá rẻ như vậy thì chúng ta gần như không thể kiếm được một cái camera xóa phông kép nào mà có chất lượng ngon như là chiếc Honor 7C. Tất nhiên là nếu các bạn yêu cầu một cái khả năng xóa phông ngon lành, siêu đẹp các thứ thì cũng hơi khó, bởi vì mức giá của nó dù sao cũng là khá là phổ thông. Thế nhưng mà trong những cái tầm giá của mình thì Honor 7C rất là nổi bật. Cái tính năng thứ hai và khá là nổi bật đó là cái tính năng Face Unlock. Đây là một trong những cái tính năng mà theo mình là khá thông minh của hãng, bởi vì họ không làm quá sâu phần cứng mà họ tập trung về phần mềm. Cái điều này sẽ giúp cho Honor khi mà có bất kỳ một sản phẩm nào mới từ flagship cho đến phân khúc phổ thông, họ đều có thể update và sử dụng cái tính năng này ở trên tất cả các sản phẩm của mình, khiến cho các sản phẩm phổ thông của họ cũng sở hữu những cái tính năng tương tự do với những cái sản phẩm flagship, đúng không? Chúng ta sẽ vẫn có Face Unlock như là những cái mẫu điện thoại như kiểu là Honor 10 các thứ, rất là ngon. Cá nhân mình khi mà trải nghiệm cái tính năng này thì mình thấy rằng nó rất hữu ích và nó khá là thuận tiện, bởi vì cái tốc độ nhận diện của nó rất nhanh. Trong điều kiện đủ sáng thì gần như là mở khóa được ngay lập tức. Thiếu sáng thì tất nhiên là sẽ khó một chút, nhưng mà dẫu sao đây vẫn là một trong những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở trên những cái mức giá phổ thông như là chiếc Honor 7C. Cái tính năng cuối cùng mà cũng được coi khá là tuyệt thượng, nhưng mà thực ra là phải dùng cái từ là tỷ lệ màn hình thì chính xác hơn. Cái tỷ lệ 18:9 là một trong những cái tỷ lệ rất là thời thượng hiện nay và rất nhiều người thích nó, khiến cho các nhà sản xuất smartphone đua nhau mà nở rộ từ phân khúc flagship cho đến tầm trung giá rẻ phổ thông các thứ bây giờ có hết rồi, trừ mấy con rẻ quá thôi. Thế nhưng mà mình để xuống cuối cùng, bởi vì cá nhân mình thì thực tế là mình vẫn có gì đó thích thú và hoài niệm cái tỷ lệ 16:9 hơn. Bởi vì dẫu sao thì mình cầm nắm bằng hai tay thì khi mà mình chơi game nó cũng thoải mái. Thế nhưng mà các bạn nào mà yêu thích cái tỷ lệ mới thì đây sẽ là một điểm cộng rất lớn. Bởi vì dẫu sao cái tỷ lệ 18:9 sẽ giúp cho chúng ta sở hữu một màn hình lớn hơn trong một thân hình nhỏ hơn. Nó tiết kiệm diện tích của máy, khiến cho cái tỷ lệ màn hình nó thao tác nó được rộng và lớn hơn. Và hơn nữa thì cái tấm nền IPS của máy cũng cho một chất lượng hiển thị khá là ok. Nói chung là không thể nào mà lung linh trong vắt được như là những cái sản phẩm tầm trung cao hẳn thì khó. Thế nhưng mà ở cái tầm giá rẻ như này thì chất lượng màn hình có N7C thì vẫn rất là ok. Và hơn nữa thì màn hình này cũng khá là sexy khi mà viền của nó cũng vẫn được vát cong theo kiểu 2.5D. Vuốt viết các thứ thì nó cũng khá là khoái. Vậy thì tóm lại với ba cái yếu tố chính mà liên kết với giá bán rẻ, đó chính là Face Unlock này, màn hình tràn viền, rồi thì là camera kép xóa phông. Thì những cái tính năng này trong một cái mức giá chỉ có 3,5 triệu thì anh em nghĩ nó có hấp dẫn hay không? Hãy comment cho mình biết. Nếu mà anh em có thích thú những chiếc điện thoại nào khác hơn, nhưng mà hay là anh em chỉ không quan tâm đến tính năng linh tinh, anh em chỉ quan tâm đến cấu hình thôi, thì anh em cũng chia sẻ cho mọi người cùng biết. Bởi vì cấu hình cũng là một trong những cái mà chúng ta hay lưu ý. Vậy thì bây giờ thì video này là hết rồi. Nếu mà anh em có quan tâm đến sản phẩm này thì nhớ để ý thông tin trên Shopee nhá, bởi vì sắp tới họ flash sale giá rất là rẻ. Không thì lại phải mua với mức giá 4 triệu thì nó lại hơi bị lõm so với người khác mà mua được giá deal thơm, đúng không? Video này là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số video lần sau. Và nếu mà thấy video ích thì hãy nhớ bấm like cũng như là bấm chuông để chờ đón các video tiếp theo nhá. Bye bye.
Không biết là video. Đúng đây, cắm sào của tao cái.